Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video mới nhất của mình ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là tắt riêng được thông báo của những cái ứng dụng mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không muốn nhận những cái thông báo từ những cái ứng dụng đó. Ví dụ như các bạn thấy này, khi mà mình vuốt cái phần trung tâm điều khiển xuống, các bạn thấy mình sẽ có rất nhiều những cái thông báo nó xuất hiện ở đây đó, và ngay ở bên ngoài màn hình khóa này. Khi mà mình tắt màn hình điện thoại đi đó. Khi mình tắt màn hình điện thoại đi thì mình sẽ không nhận được thông báo, và khi mà mình mở điện thoại lên đây. Khi mà mình mở điện thoại lên thì khi mà mình vuốt xuống thì các bạn thấy rất nhiều những cái thông báo này hiện thị ở đây, và rất nhiều những cái thông báo trong đó thì ví dụ như những thông báo từ những cái ứng dụng TikTok thì mình hầu như là không quan tâm đến. Nếu mà các bạn muốn tắt những cái thông báo của những cái ứng dụng mà các bạn không quan tâm thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại. Tiếp theo thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là thông báo ở đây. Rồi, ở trong cái mục thông báo thì nó sẽ cho phép chúng ta là có thể tùy chỉnh được cái kiểu thông báo. Thứ nhất là chúng ta có thể là tùy chỉnh được cái kiểu thông báo ngắn, có nghĩa là cái nội dung nó sẽ được rút gọn và các bạn sẽ chỉ đọc được một cái phần nào đó cái nội dung thôi. Còn nếu mà các bạn muốn để chi tiết thì các bạn sẽ nhấn vào phần chi tiết ở đây. Đó, mình thì mình sẽ để là ngắn thôi. Đó. Ở đây thì nó sẽ có những cái ứng dụng mà mới gửi cái thông báo cho mình nhất này. Đó. Nếu mà các bạn muốn vào phần nhiều hơn thì các bạn nhấn vào phần nhiều hơn ở đây. Rồi. Các bạn sẽ tìm thấy những cái tất cả những cái ứng dụng mà được quyền thông báo cho chúng ta trên điện thoại. Đó. Nếu các bạn muốn tắt thông báo của cái ứng dụng nào thì các bạn chỉ cần kích hoạt vào và chúng ta gạt cái này đi, thì như vậy là những cái ứng dụng đó sẽ không thông báo cho chúng ta ở trên điện thoại nữa. Đó. Tuy nhiên thì cái ứng dụng Messenger này thì mình vẫn muốn nhận thông báo từ cái ứng dụng này thì mình sẽ không chặn cái ứng dụng này. Đó. Tiếp theo thì mình có thể tắt ứng dụng thông báo của cái ứng dụng TikTok này đi, mình sẽ tắt đi. Đó. Những cái ứng dụng nào mà các bạn không muốn nhận thì các bạn sẽ tắt nó đi nha. Đó. Ví dụ ở đây mình sẽ tắt. Đây báo mới thì mình sẽ để lại này. Rồi. Ở đây thì mình tắt luôn cái thông báo của Cốc Cốc luôn. Rồi. Và nếu mà các bạn muốn xem tất cả những cái ứng dụng được quyền thông báo cho chúng ta thì các bạn quay trở lại này, các bạn vào cái phần là ứng dụng này đó, thì ở đây thì nó sẽ hiện thị tất cả những cái ứng dụng mà được quyền thông báo cho chúng ta. Các bạn thấy này, rất nhiều những cái ứng dụng như là game hay trò chơi nó cũng muốn gửi thông báo cho các bạn này đó. Bởi vì cái nguyên nhân là khi mà chúng ta cài những cái ứng dụng hay là những cái game này thì cái việc đầu tiên nó hỏi là các bạn muốn nhận được thông báo hay không. Thì thông thường thì khi mà chúng ta mới mở ứng dụng lên thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần chấp nhận tất cả thì nó sẽ được quyền thông báo cho chúng ta. Và bây giờ thì các bạn sẽ tắt nó đi nha. Đó, các bạn tắt hết đi. Các bạn lưu ý là những cái ứng dụng nào mà chúng ta muốn nhận thì các bạn vẫn để lại, còn không thì các bạn sẽ tắt đi. Đó. Rồi, và như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tắt được tùy chỉnh những cái ứng dụng nào mà các bạn không muốn nhận thông báo, để tránh cho cái việc là cái thông báo nó xuất hiện quá nhiều trên cái màn hình điện thoại, dẫn tới là những cái thông báo quan trọng thì chúng ta lại không để ý kịp. Những cái thông báo quan trọng ví dụ là thông báo của Gmail hay là thông báo về Zalo, Facebook thì các bạn hoàn toàn có thể vẫn để nhận. Còn những cái thông báo khác thì các bạn có thể là ẩn hoặc là tắt nó đi nha, để tránh trường hợp là các bạn bị làm phiền cũng như là bị sao nhãng những cái thông báo quan trọng ở trên điện thoại của chúng ta. Và video của mình thì đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.